Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Philip Vlog của sống ở châu Phi. Đó, mọi người. Đây là cái khu vực ruộng lúa đây, mọi người nhìn đây. Rẽ nó đã bắt đầu nó vàng đẹp hết rồi. Đó, nó vàng đẹp hết rồi. Thì bây giờ ngày hôm nay sẽ bắt đầu tiến hành đi tháo nước các bạn ạ. Cái rẽ lúa nó dài đấy. Nói chung là dài mà đẹp. Rẽ lúa rất là dài và đẹp, và bây giờ bắt đầu là chín đẹp rồi. Cái này thì lần trước là mọi người cũng bảo là góp ý với mình là nên tháo nước sớm. Thế nhưng mà ở đây thì là nó là cái đất pha cát các bạn ạ. Với cả là cái khu vực đất này thì tháo nước xong thì nó sẽ rút rất là nhanh khô. Nó không giống như nước ở Việt Nam mình. Nước ở Việt Nam mình là cái ruộng mà mọi người làm, tức là làm lâu rồi có nhiều phân chuồng các thứ, nên nó bao giờ nó có một cái lớp bùn rất là dày so với là ở bên này. Đó, đây, cái này là đất mình mới làm năm đầu tiên các bạn. Thì hiện tượng hiện tại là cái lớp bùn non ấy mới bắt đầu nó mới hình thành thôi. Nó đang rất là mỏng, thế nên là với cả là đất pha cát nó thoát nước cũng tương đối là nhanh, rất là nhanh. Cái này thì chắc chỉ tầm 2-3 ngày thôi. 2-3 ngày là nó sẽ bắt đầu nó cứng cái mặt lại. Đó, bây giờ mình sẽ tháo từ ruộng này tháo sang bên kia. Do là cái bờ chỗ mương kia là nó hơi bị cao, thế nên là sẽ tháo từ đây tháo xuống. Lúa này ấy, là mình bây giờ đang cố gắng sẽ giữ lại tầm khoảng độ một tuần nữa để cho nó vào cái thời kỳ gọi là hết mưa đi. Ở đây thì thông thường thì nó vào tầm giữa tháng 4, tức là tầm khoảng 15 đến 20 tháng 4 thì nó sẽ hết mưa, nhưng ngày hôm nay mới là đầu tháng 4 thôi. Rất là khó khăn các bạn, đang cái vấn đề lo nhất là ví dụ như cái những cái rẽ lúa như này, là cái cây này bông này là chín vàng đẹp tuyệt rồi này, toàn bộ từ đầu đến tận đuôi rẽ lúa là nó đã chín vàng hết rồi. Đó, cũng đang muốn là đi triển khai cắt, nhưng cái này là nó chín nhưng mà nó không đồng đều. Đó, chỗ này thì nó chín vàng, chỗ kia thì nó vẫn còn đang xanh. Anh ăn cơm chưa? Đó, bây giờ cho đi tháo hết xong rồi đắp luôn cái đầu mương đầu nguồn các bạn nhỉ. Đắp tịp đấy, cho chảy về đằng này, cho chảy hết vào đây. Rồi hôm nay sẽ đi tháo hết, tháo cho nó khô đi. Này vừa là nhanh chín mà sau này đi cắt dễ đỡ phải lội. Giờ phải tháo nước đi mới nhanh chín. Ruộng là vàng đẹp hết rồi các bạn. Đây là cái này, thóc này dễ dụng lắm, đừng quờ. Thóc này cực kỳ từ ở nhà mình gọi là gì nhỉ? Gọi là cái gì nhỉ? Quên rồi. Cái giống lúa này các bạn, cái hạt nó không dai. Đó. Cái hạt thóc nó không dai. Nó cực kỳ là dễ dụng, rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, nhìn cái này lượm là phải để bạt đàng hoàng, mà gánh là phải xếp vào bạt. Nhìn cái rẽ cái hàng lúa này bông này. Úi chà. Đó. Tất cả những ruộng này là anh em mình cũng đều, nói chung là đều phải duy trì lúa nước nó tương đối là ổn. Ngày nào cũng phải cho nước vào, nhưng mà bây giờ là bắt đầu sẽ đi đắp toàn bộ từ trên đầu nguồn đắp về. Sẽ tháo hết đi. Cái rẽ lúa xếp dài như chiếc đũa luôn này. Rẽ lúa này mình nói chung là giờ mà bông nào như bông này nhỉ, thì đúng rồi. Bông nào như bông đấy thì đúng là tuyệt vời. Thì tất nhiên rồi, nó phải chắc đều thì nó mới chín vàng đấy chứ, còn nếu mà nó không chắc thì nó đã xanh, nó đã ngóc lên. Bây giờ là xuống dưới khu vực dưới kia xem mấy cái ruộng dưới đấy, xem này, tháo hết rồi, bây giờ tháo hết rồi, bỏ rồi, không để nước nữa. Tí lên đắp hẳn bờ kia, đắp cái mương chính, đắp hẳn mương to luôn. Này,
nó vẫn còn đang ấy. Đấy phải đi tháo hết toàn bộ này xuống, xong bắt đầu là nhìn mọi người nhìn cái hàng lúa ré nó uy tín không? Ré lúa đấy cực kỳ đẹp luôn. Này giờ là anh em mình là ăn chắc rồi. Ui à, như thế này là ăn chắc rồi. Nhưng mấy ngày bây giờ là chuẩn bị được cắt rồi nên là tự tin luôn là ăn chắc rồi. Chỗ này là vàng chóe rồi, chỗ này như ở Việt Nam mình là cắt đẹp luôn rồi đấy này. Khu vực này là cắt đúng chuẩn luôn rồi đây này. Bởi vì anh nhìn cái ré lúa từ trên đầu cho đến tận đuôi là nó không còn hạt xanh nữa rồi. Đó. Từ đầu đến đuôi là nó không còn hạt xanh như này. Nhưng mà nếu mà được là phải để cho nó chín vàng thật đi, thật vàng đi. Thì là đến lúc cắt xong phơi nó không bị hao anh. Chứ nếu mà bây giờ mà nó vàng được khoảng độ 70% ré lúa mà mình đi cắt là xong đến lúc phơi nó rất hao mà gạo nó không ngon. Thì đúng rồi, ở cuối ré này là cuối ré lúa này là nó vẫn còn đang bị xanh này. Cái lúa này là nó gọi là gì nhỉ? Đây là giống Khang Dân các bạn, giống lúa này là giống Khang Dân. Mà cái giống này thì theo như mình cảm nhận được và đấy mình cầm thử rồi ấy, thì là nó rất dễ dụng thôi, chứ nó không dai. Cái gì nhỉ? Cái này mà cứ lượm như nhà mình lượm này, xoay thế này xong cầm quay thế này phát này, úi giời. Chỉ có khi để dụng vàng hết đất. Này nói chung là phải làm nhẹ nhàng, cắt xong là khi nào cắt là sẽ để một cái bạt ở ruộng. Cắt xong lượm xong là cho vào bạt để luôn. Đó. Cái thứ hai là khi mà gánh là xếp là cũng cho quăng gánh vào trong bạt. Gánh đi một phát từ đây lên trên kia luôn. Chứ không nghỉ, cái này mà nghỉ mấy anh ấy như hôm nọ gánh thử gánh cỏ đấy, đặt bịch phát. Đặt thế thì lên chỉ còn mỗi cái lượm lúa, lượm không thì không còn hạt nào. Nói chung là cứ xếp ít một thôi, gánh nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đi từng tí một. Cái gì đây? Đúng rồi, áo đi ở kia. Ruộng này khô rồi, đẹp rồi. Rồi, phê xà bên, phi dập. Rồi, abri aqui. Cái này là nó mới gọi là đang bắt đầu gọi là ngậm sữa này. Cái ruộng này là đang ngậm sữa này. Chỗ này là cây nó to, nó dày nên là nhiều đồ ăn. Nó là nhiều đồ ăn nên là nó chín sau. Đó. Đây chỗ này. Cái ruộng này thì nó lại chín sau một tí, chỗ này thì cây toàn bộ cái sườn bên này là nó đang xanh này. Đấy, còn cái chỗ phía trong kia thì cây nó nhỏ hơn thì nó lại chín vàng trước. Đó. Cái đấy là do là anh em mình khi mà mình san hết cái đất màu nó về phía bên này rồi, chỗ đấy nó là cái đất thịt, đất củ. Đến cái đất vàng rồi các bạn, thế nên là nó bị kém. Như chỗ này cũng thế này. Cái phía này là anh em mình cuốc đất ở đây, do là ruộng nó dốc, cuốc từ đây cho về đằng kia. Đó, cái mọi người để ý xem tất cả các ruộng ở những khu vực mà mình san đất từ trên này san về là bao giờ nó cũng nhiều đồ ăn hơn. Đó nên lúa nó xanh. Đó. Bây giờ là chỗ này thì là chỗ này đất nó đất thịt này. Đến đất thịt này nó kém hơn này. Nó kém hơn thì nhìn cái rễ lúa nó sẽ ngắn hơn. Cái rễ lúa nó sẽ ngắn hơn nhưng mà cái cây này nó đã chín trước. Đó. Rồi giờ chỗ như ruộng này là hết nước rồi này. Đó, cái ruộng này là hết nước rồi là bây giờ để nguyên thì sẽ giữ lại. Đẹp hết rồi. Cố gắng ấy. Đây này, đây như ruộng này là hết nước rồi này. Ruộng này là hết nước rồi này. Chín vàng đẹp rồi này. Bây giờ là cứ giữ lại thế này thôi. Không cho nước vào nữa. Hy vọng là từ giờ đến cuối tuần xem này. Cuối tuần thì hôm nay mới là mùng 1. Đến cuối tuần thì là ngày mùng 7. Nói chung bây giờ là nó cũng thời điểm này là nó cũng bắt đầu là gọi là hạn chế mưa rồi, ít mưa dần rồi. Đó, nhưng mà mình muốn là nếu mà đẹp nhất ấy vào tầm khoảng mùng 10 mà cắt thì đẹp tuyệt vời luôn, lúc đấy nó hết mưa rồi. Thì khi mà cắt lúa mà phơi
phơi phóng nó cũng thoải mái. Cái hạt thóc này khi mà cắt xong chỉ cần phơi 2 nắng thôi. Nếu nắng to giống như ngày hôm nay thì chỉ cần 2 nắng là có thể cất đi ok rồi. Nhưng còn nếu mà cắt xong mà nó lại gặp mưa khoảng 2-3 ngày thì thóc này toàn bộ nó sẽ bị rất là nóng, nó sẽ nảy mầm hết, hỏng hết. Bên này nó lại không có cái hệ thống sấy, rồi là nói chung là sân phơi các thứ nó cũng không được như Việt Nam mình. Nhà mình thì phơi ra cái sân mà sân gạch hoặc là sân nền bê tông thì nó rất là nắng, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Bên này thì anh em mình phải phơi sân đất rồi là phơi bằng bạt nên là nó sẽ kém hơn. Đó. Ở phía khu vực này là toàn bộ là đã tháo nước. Ui, tháo nước rồi, khô rồi. Lúa là chín vàng đẹp rồi các bạn. Nó lại không được đều giống như ở Việt Nam mình. Việt Nam mình nó chín đều luôn. Đó, ở đây thì nó chín không được đều lắm. Chỗ thì chín mà chỗ thì vẫn đang còn rất là xanh. Ví dụ như là cái khu này là do mình san đất ở trong kia ra đây này. Cái chỗ này nó nhiều đất màu. Nó nhiều đất màu nên là cái cây lúa nó tốt hơn mà nó rất là xanh. Thời điểm hiện tại thì những cái bông lúa như này dài như thế này giờ bắt đầu nó mới đang gọi là ngậm sữa, bắt đầu vào làm sữa cho hạt thóc. Nhưng mà chỗ kia thì nó lại chín vàng rồi. Năm đầu tiên cố gắng sang đến năm thứ hai thì cố gắng là đất nó sẽ đẹp hơn, bởi vì năm đầu tiên này do mình đi san mình chưa làm được đều. Đó. Thì ví dụ như những cái khu vực bên này hoặc là cái bên này cũng thế. Thì đấy, chỗ này nó toàn bộ là đất màu đấy, bao nhiêu đất màu đất đẹp ở trên mình dồn hết xuống đây rồi. Mùa này đến mùa sau này không cần san, mùa sau này mình chỉ cày lên là sử dụng. Đến hôm đi bừa thì nó sẽ ấy hết, nó hòa lại hết. Này cố gắng phải đi xem là chế được cái bừa ấy. Nhân sang rồi nhưng mà bây giờ sang thì anh cũng nhiều việc lắm, nhưng có phải là anh chỉ ăn mới đi chế bừa cho mình không đâu. Đó. Chế cái bừa xong rồi móc vào cái máy thôi. Móc vào máy cho kéo. Mình là hạn chế làm cái dây nó ngắn lại, không như lần trước anh em mình làm cái bừa kia, cái bừa đấy là bừa đấy là mình buộc que đâm ra nó bị ọc ạch, này phải hàn. Này đang tính là cắt thì khoảng độ cuối tuần ấy. Tuần sợ cái chín quá rũ chứ thì mấy cái ruộng ở trên kia sợ cuối tuần nó lại vàng quá. Cái đấy đúng bài đấy, để nên long con cái chim chuột nó vào nó thấy nó sợ nó chạy. Không, cái này đọng này anh sẽ để một vài hôm nắng là tự hết. Như chỗ kia có mở không? Ở đấy lại anh ấy móc đi, mở đi tí vào phòng trường hợp nó còn mưa nữa. Đây nó vẫn mùa này nó vẫn đang mưa thế nên là này là em muốn giữ lại khoảng độ, nếu mà được khoảng tầm chục ngày nữa cắt thì đẹp tuyệt vời luôn, đảm bảo 100%. Thứ nhất là nó chín đều, cái thứ hai là nó không bị ấy nữa anh ạ, nó không bị mưa. Giờ chỉ sợ cắt lúa mà bị mưa là vứt đi luôn. Thà là mình không cắt thì nó không sao, nhưng đã cắt xuống rồi mà gặp trận mưa mà chỉ cần cái này chỉ cần ủ một ngày hoặc hai ngày không phơi thôi là toi. Thì đấy, ủ hai ngày mà không ấy là mọc mầm hết luôn. Mọc mầm thì vứt đi chứ mọc mầm thì mệt gì. Bằng này em nói mấy tạ, thậm chí có khi cả tấn thóc này mà nó mọc mầm thì vứt đi hết. Đấy là cái điều là anh em đang lo lắng nhất các bạn. Sợ nhất là bây giờ mà đi cắt lúa mà gặp mưa là hỏng luôn.
ở nhà mình thì cần có chỗ, ví dụ nhà nào rộng cái gì, có mái tôn ấy chẳng hạn, có mái hiên ấy, thì đổ ra đấy. Ngày xưa em nhớ là nhà em cắt lúa xong bị mưa nhá, tải đổ thóc ra ngoài hiên ấy, xong bắt đầu bật quạt, anh biết đổ thóc ra hiên này, tải đều xong bắt đầu bật quạt để cho nó xe vỏ nó đỡ bị nóng, xong rồi cứ phải đảo liên tục thế này này những ngày mà nó mưa ấy. Ở mình đây thì bạt thì mình không nói, nhưng cái quan trọng là bây giờ mình không có mái che mà không đổ đi đâu được, đấy mới là vấn đề. Nếu mà để chứ sợ nhất là nó bị ấy thôi, bị mưa thôi. Còn ở đây thì tất nhiên là mưa thì nó cũng nhanh thôi, nó không giống như ở Việt Nam mình, đây nó chỉ gọi là mưa thì nó mưa rào vài tiếng thôi. Thế nhưng mà cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng của cái hạt thóc. Toàn bộ bây giờ là đấy, như anh nhìn cái này là bắt đầu có cỏ non này, cỏ mầm lên rồi này. Cái này là phải ngâm nước luôn. Mai em chiều về em đưa tiền, xong rồi anh mai mua can xăng 20 lít, mua can xăng 20 lít vào cho anh em đi cày, vừa cày vừa vằm luôn. Cái này càng đấy, cỏ mầm bắt đầu lên đấy. Nên riêng cái này nếu mà ngâm nước vào thì hết cỏ, giống như bên này thế. Bên này anh em mình làm nó có ấy đâu, có cỏ đâu. Đó các bạn, đây là cái ngày anh em đi thăm, gọi là đi thăm lúa, đi thăm đồng, đi thăm cái thành quả sau thời gian anh em làm việc vất vả. Bây giờ cũng 3 tháng mấy rồi còn gì nhỉ? 3 tháng rồi đấy nhỉ? Hiện tại đến bây giờ thì là lúa mà đã vàng như này rồi, hạt chắc rồi, là tự tin là khẳng định là bây giờ là thành công rồi. Chứ thời gian trước thì khi mà lúa nó bắt đầu trổ bông lên thì mình không dám khẳng định đó. Lúc đấy thì vẫn phải đang sợ là những cái lúa nó bị đạo ôn của bông, rồi là bị khô vằn các thứ. Nhưng hiện tại đến bây giờ như này là thời điểm này là ok rồi.